Xin chào các bạn. Ở buổi trước thì mình đã cùng các bạn tìm hiểu về những cái mà chúng ta sẽ học trong khóa này, và bên cạnh đó thì mình cũng nêu ra những cái ưu điểm khi chúng ta sử dụng biến ở trong CSS, đó là nó sẽ giúp cho chúng ta tối ưu được code và tránh trùng lặp code. Đó, vậy để sử dụng biến ở trong CSS như thế nào thì ở bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nó. Mình có một ví dụ như thế này. Đầu tiên mình sẽ tạo ra ở trong thư mục này, mình sẽ tạo ra một file index như thế này, và mình sẽ khai báo một trang HTML. Mình sẽ để là biến trong CSS. Nhưng bạn biết là biến trong CSS nó sinh ra để giải quyết cho chúng ta những cái vấn đề liên quan đến trùng lặp code. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta viết code thì cái việc trùng lặp nó là một trong những vấn đề khó tránh khỏi. Vậy nó được dùng như thế nào? Thì mình sẽ khai báo như thế này. Giả sử trên trang này của mình có các thẻ H1, ví dụ học lập trình tại Samtech Việt Nam chẳng hạn. Đó, mình sẽ có danh sách 5 thẻ như thế này, 6 thẻ. Đó, mình sẽ đi đổi 2, 3, 4, 5, 6. Tương tự ở đây mình sẽ đổi lại 6, 5, 4, 3, 2. Đó, mình sẽ chạy trang này lên. Đó, sau khi chạy lên thì mình sẽ được một cái nội dung như thế này. Đó, ok chưa? Và bài toán đặt ra là mình muốn tất cả những thẻ này có màu đỏ, tất cả 6 cái thẻ này có màu đỏ. Thì lúc này mình sẽ style đây. Đó, hoặc là có một cái màu hồng đi, thì mình sẽ phải định nghĩa ít nhất là H1 có màu hồng như thế này. Mình sẽ để là F66 như thế này. Đó, rồi chúng ta sẽ định nghĩa đến H2 cũng có màu tương tự như ở trên. Đó, ok chưa? Tương tự cho H3. Đó, H4 và H5. Đó, chúng ta sẽ định nghĩa như thế này. Đó, và cuối cùng là H6, H1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ có 6 thẻ với 6 màu như thế này. Đó, chúng ta sẽ phải định nghĩa 6 lần như thế này, được chưa các bạn? Sau đó chúng ta sẽ chạy lại lên. Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy là các thẻ này của chúng ta nó sẽ có màu này. F6666. Mình sẽ đổi lại cái màu F666. Đây, ở đây mình sẽ lấy một cái màu nó nổi hơn một chút. Đó, mình sẽ lấy màu này, nó sẽ nổi hơn một chút. Đó, được chưa các bạn? Và khi mình chạy lên thì các bạn sẽ thấy là tất cả 6 cái thẻ này của chúng ta đã đổi màu, được chưa? Đó, thì các bạn nhìn vào cái bài toán này, ở đây các bạn sẽ thấy có sự trùng lặp code. Ví dụ ở đây mình sẽ đặt thêm border nữa đi. Border mình sẽ để là 1 pixel. Pixel solid, và nó lại có chính cái border này luôn. Đó. Ok chưa? Và padding sẽ bằng 5 pixel, giả sử như vậy. Đó, mình sẽ copy các thuộc tính mới này cho những thẻ còn lại. Đó. Đó, ok chưa? Thế lúc này chạy lên các bạn sẽ thấy là tất cả 6 thẻ này của chúng ta nó sẽ có những cái thuộc tính như chúng ta đang định nghĩa. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta đang có sự trùng lặp code, đó chính là cái mã màu của màu chữ và cái mã màu của đường viền ở đây. Đó. Thì các bạn thấy là chúng ta ít nhất phải sử dụng khai báo 6 lần. 6 lần như thế này cho cái mã màu này. Đó. Và một bài toán đặt ra là đối với trang này của chúng ta thì nó ít, không vấn đề gì cả. Nhưng đối với những trang mà nó code nó phức tạp hơn, nó nhiều hơn, giả sử chúng ta cũng sử dụng cái mã màu này và chúng ta định nghĩa nó ở rất nhiều nơi, đến khi mà chúng ta có một cái sự thay đổi về mặt giao diện, chúng ta thay đổi mã màu, thì chúng ta sẽ phải đi sửa lại cái mã màu này, sửa lại cái code mã màu này ở rất nhiều chỗ. Đó, và việc đó nó sẽ tốn khá là nhiều thời gian cũng như là công sức của các bạn. Đó, vậy có cách nào để chúng ta
giải quyết được cái bài toán đó thì lúc này chúng ta sẽ nghĩ đến khái niệm biến trong CSS. Và để sử dụng biến trong CSS thì chúng ta sẽ định nghĩa như thế này. Mình sẽ định nghĩa ra một cái selector root, đó, giả sử như vậy. Sau đó chúng ta sẽ định nghĩa tên biến ở trong đây, ví dụ mình để là text color, giả sử như vậy. Sau đó chúng ta sẽ đưa cái giá trị của cái biến đó lên trên đây, đó. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng cái biến này ở trong đây? Làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được cái biến mà chúng ta vừa khai báo ở trong đây? Thì chúng ta sẽ sử dụng nó như sau. Mình sẽ kéo như này để các bạn có thể nhìn dễ hơn. Đó, chúng ta sẽ sử dụng nó như sau. Thì ở đây H1 chúng ta sẽ sử dụng cái biến text color. Thì trong CSS để sử dụng một biến thì chúng ta dùng từ khóa var và truyền tên biến vào như thế này. Đó, tương tự những chỗ khác chúng ta muốn sử dụng, chúng ta chỉ cần để như thế này. Đó, ok chưa? Đó, tương tự ở đây. Đó, được chưa các bạn? Đây. Rồi. Và khi mà chúng ta thay đổi thì các bạn thấy là cái kết quả của nó cũng không thay đổi, bởi vì cái mã màu nó đang như vậy. Giả sử ở đây mình thay đổi thành orange thì ngay lập tức lúc này tất cả những chỗ mà chúng ta sử dụng cái biến này nó đều thay đổi thành orange. Được chưa các bạn? Đây, và cả dưới đây nữa, do mình chưa thay đổi hết. Đó, thì nó sẽ thay đổi thành orange như thế này. Đây, và đây nữa. Đó, thì tất cả những chỗ mà chúng ta dùng chung cái biến này nó đều thay đổi thành orange như thế này. Được chưa? Hay là nếu mình thay đổi ở đây thành brown thì nó sẽ thay đổi thành brown. Đó, kiểu kiểu như vậy. Thì khi mà chúng ta sử dụng biến như thế này, đến khi các bạn muốn thay đổi thì các bạn chỉ cần thay đổi ở một chỗ thôi, và tất cả những chỗ mà nó sử dụng cái biến này nó sẽ thay đổi theo. Đó, thì khi mà chúng ta dùng như thế này thì cái việc mà chúng ta maintain và update cập nhật sau này nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cũng sẽ dễ quản lý code của mình hơn. Khi nhìn vào đây thì các bạn sẽ biết nó được khai báo ở đâu và nó dùng ở những chỗ nào. Đó, kiểu kiểu như vậy. Và các bạn không mất công đi sửa nhiều chỗ, và code của các bạn cũng không bị trùng lặp. Đây, cái mã màu nó chỉ khai báo duy nhất ở chỗ này thôi, và những chỗ này là chúng ta sử dụng lại. Đó, thì đây là cách để chúng ta có thể sử dụng được biến ở trong CSS. Thì video này mình sẽ kết thúc nó ở đây. Các bạn hãy xem và thực hành nó ở trên máy của mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.